Chiều ngày 25 tháng 9, Ban Quản lý Đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh đã trình Ban cán sự Đảng ủy Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về chủ trương xây dựng đề án phát triển hệ thống đường sắt đô thị thành phố nhằm cụ thể hóa mục tiêu phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2030. Theo đó, quy hoạch hệ thống đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh gồm 8 tuyến đường sắt đô thị, 3 tuyến xe điện mặt đất hoặc đường sắt một ray với tổng chiều dài khoảng 220 km. Đến nay, thành phố mới triển khai 2 tuyến. Tuyến metro số 1, từ Bến Thành đến Suối Tiên, thực hiện từ năm 2007, tổng khối lượng thực hiện đạt 96%, dự kiến hoàn thành cuối năm 2023. Tuyến metro số 2, từ Bến Thành đến Tham Lương, đang giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật, dự kiến hoàn thành vào năm 2032. Trong khi đó, tuyến metro số 5 giai đoạn 1, từ ngã tư Bảy Hiền đến cầu Sài Gòn, đang thực hiện các thủ tục xin chủ trương đầu tư. Tuyến metro số 3A, từ Bến Thành đến Tân Kiên, đang thực hiện các thủ tục xin chấp thuận đề xuất dự án. Tuyến metro số 2 giai đoạn 2, đoạn Bến Thành đến Thủ Thiêm, và giai đoạn 3, từ bến xe An Sương đến Tây Bắc Củ Chi, đang có nhà đầu tư quan tâm. Các tuyến còn lại đang kêu gọi đầu tư.